Bạn đẹp quá, nhìn sang trọng nữa. Cảm ơn các bạn nha, mình sẽ cố gắng hết sức. Tuyệt thật, bạn lúc nào cũng xinh đẹp. Đến rồi, đây là trường mới của em. Wow, ở đây đẹp quá à. Các em à, đây là học sinh mới của trường ta. Có thể các em đã biết bạn ấy trên bìa tạp chí. Xin chào. Wow, có phải bạn ấy không? Mình chưa gặp người nổi tiếng bao giờ cả. Từ giờ đi học thích quá đi. Thế gì? Chỉ là tạp chí rẻ tiền mà thôi. À đúng rồi Annie, cô quên nói với em, Christy từ giờ sẽ là đội trưởng đội cổ vũ mới của trường mình nha. Gì cơ? Con nhỏ nghèo đó sao? Christy, từ giờ nó là của em. Wow, thật tuyệt quá à. Ừ, cô hy vọng em không để trường thất vọng. Nào vào lớp đi mấy em. Annie, cả em cũng thế. Thật à? Không, tất nhiên là không rồi. Mình đã sắp xếp hết rồi. Rồi bồ sẽ thấy, mọi thứ sẽ tuyệt vời. Viết bài mới vào vở đi. Ủa, có chuyện gì vậy? Ánh sáng ở đâu ra vậy ta? Khó chịu quá đi. Làm sao mà dạy học được cơ chứ? Chúng ta phải điều tra xem. Ở đây có gì không? Không có gì phát sáng cả. Không phát hiện gì. Nhưng mình nghĩ đã đi đúng hướng rồi mà. Annie, cô biết ngay là em và chiếc giày đính kim cương của em mà. Chỉ là giày bình thường thôi mà cô. Có gì đặc biệt đâu ạ. Giải quyết dễ thôi. Xong rồi. Bây giờ chúng trở nên đặc biệt rồi đó. Này, đôi này mắc lắm đó cô ạ. Ừ, không giống mình gì cả. Chúng không ngầu. Đúng rồi, cây bút. Mình biết làm gì rồi. Wow, xu hướng mới sao? Chà, đúng là thời trang ha. Cậu bị gì vậy Dennis? Có bị điên hay không? Đi thôi, chúng ta không thể làm gì nếu thiếu vàng được. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Cẩn thận Annie. Đau quá. Tiếp đi, chúng tôi đang xem. Khủng khiếp quá à. Bộ đang làm trò gì vậy hả Annie? Tiết mục quá dở. Điểm thấp nha. Ủa, không chịu đâu. Tụi em tập nhiều lắm rồi mà. Cũng đúng. Không có bạn diễn là không được. Thế còn? Đúng rồi, cơ hội của mình đây rồi. Anh giúp em được không? Em không có tiền, nhưng mà em có kẹo. Sao mình nỡ từ chối một cô gái xinh đẹp như này chứ? Chào mọi người. Chuẩn bị nào. Ừ, con bé tìm anh ta ở đâu ra vậy? Vô gia cư sao? Anh ta đi đâu vậy? Thôi rồi, thua rồi. Đưa tay nào tiểu thư. Lên nào. Tuyệt quá. Hoan hô. Thật tuyệt vời. Điểm xuất sắc nha. Đây của em đây. Chúc mừng người chiến thắng. Không, không thể nào. Tránh ra mau. Alo, khủng khiếp quá. Bọn chúng không biết nhảy gì cả. Ơ, rồi cô ta phải trả giá mọi thứ. Dennis à, ngọt ngào quá. Ít ra còn có cậu nhớ đến mình. Này, cậu cũng vậy hả? Không, vậy là hết rồi. Tặng bạn nè Christy, bạn xứng đáng mà. Tuyệt quá, cảm ơn cậu nha. Wow, chu choa. Đẹp quá vậy Christy. Bồ mua nó ở đâu vậy? Bồ thích không? Mình mong ngóng bộ này từ lâu rồi đó. Khoan đã, bồ hứa chụp tấm hình với mình đó. Bây giờ luôn nha. Được lắm Christy. Giờ bạn sẽ nhận thứ mà bạn xứng đáng nhận. Tuyệt quá, bồ thật tốt bụng mà. Bye. Ồ không, đồ của mình. Đừng lo lắng. Rồi bạn sẽ quen thôi. Khủng khiếp quá à. Nó hư rồi. Ồ không, không thể bỏ qua được. Khoan đã, mình nghĩ vết lấp lánh này giống của Annie. Ồ Annie, sao cậu dám? Sao, chuyện này không liên quan gì đến mình cả. Được rồi, đúng như mình nghĩ. Đi thôi Christy, chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó. Hãy cổ vũ cho đội chúng ta nào. Cố lên các bạn ơi. Chiến lên, thắng nào. Này, tránh ra coi.
Bộ hết chỗ rồi à. Đội chúng ta là số 1. Bạn có sao không, Christy? Có sao không? Cẩn thận nha. Ngọt ngào quá à. Mình đang ở đâu đây? Lại bạn nữa sao? Đùa hả? Wow, ăn kiêng à. Wow, ăn vậy sao sống nổi chứ. Tuyệt vời, ngon quá đi. Wow, nhìn dáng của nó kìa. Sao hay vậy ta? Được rồi, mình sẽ uống nước để sống vậy. Phải mảnh mai mới được. Tốt thôi, mình sẽ đẹp dáng lên thôi. Vàng thật nè. Một mình có thôi nha. Xin lỗi, mình không cố ý. Wow, hôm hôm đẹp thế. Cho mình xin chữ ký được không? Đẹp quá. Cho mình nữa nha. Mình cũng muốn. Chúng ta đang nói gì thế nhỉ? Của bạn nè. Không thể tin được mà. Được rồi, nếu ký lên tiền thì như thế nào nhỉ? Cầm lấy đi, Dennis. Không cần cảm ơn đâu. Đùa hả? Sao mình lại cần thế này chứ? Sao? Thằng điên. Mình không bỏ qua đâu nha. Được rồi, bắt đầu bài học thôi nào. Này, coi lại đi. Chỗ của mình mà. Đừng có mơ. Nó sẽ nằm ở đây. Không chịu cũng phải chịu à. Này, ban đầu. Để cô dậy chứ. Đủ rồi, chịu hết nổi rồi. Lấy đồ của mình đi. Bạn bị điên à. Tuyệt. Chuông reo đúng lúc quá đi. Và cô muốn hai em này ở lại. Sao cơ? Thật hả cô? Đúng vậy. Hai em sẽ dọn lớp ngày hôm nay. Tuyệt, đúng điều mà mình muốn. Không được, mình không làm nữa. Của cô đây, chắc đủ rồi ha. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho tôi. Đương nhiên rồi, tôi sẽ cố hết sức. Thật sao? Sao mình không còn tiền vậy ta? Andy đúng vậy, đồ thất bại. Có chuyện gì vậy Christy? Đừng buồn, mình sẽ giúp mà. Ha, mình đã làm được mà không cần có tiền. Ây da, chắc có người bị thủng thêm vài lỗ trong mớ rồi chứ gì. Đừng có lo chuyện bao đồng, mình có cách rồi nè. Đây, vớ tiền so với vớ lũng lỗ sao? Sao mà so sánh được? Này Christy, nhìn cái này đi. Giống y như của bồ này. Đẹp chứ, đúng không? Wow, có đùa hay không vậy? Hết thuốc chữa. Ủa, Dennis à, chào cậu nha. Mình có bất ngờ cho bồ nè, Christy. Wow, vớ ngầu quá à. Cậu bắt xu hướng nhanh thật đó. Đây là kỳ nghỉ hè vui nhất từ trước đến giờ. Mình đã trượt ván quanh khu phố với tốc độ ánh sáng. Đủ rồi, Dennis. Em kể chuyện vui lắm. Mời em về chỗ ngồi. Vâng, dĩ nhiên. Lên lớp kể chuyện nào em đi. Em sao? Được rồi. Chuẩn bị tức chơi nè. Vâng, đây là tháp nghiêng Pisa. Đây là lần thứ 5 em đến nơi đây rồi. Thật lòng mà nói, nó rất là tuyệt vời luôn. Đây là Paris. Em bay đến để ăn trưa. Còn đây là Timothy. Chắc các bạn cũng biết anh ấy. Anh ấy với mình là bạn thân. Xong rồi, hy vọng mọi người thấy thú vị ha. Ồ, thú vị. Được rồi, Christy à, đến em. Vào kỳ nghỉ, mình thích đọc sách. Đọc sách rất là thú vị. Đây là mình trên đống tuyết nè. Các bạn từng làm thiên thần tuyết chưa? Và đây là mình đang giúp đỡ người vô gia cư. Đây là việc làm ý nghĩa. Wow, bạn ấy có một cách sống tuyệt vời quá à. Thật tuyệt quá Christy. Em làm rất tốt. Cho cô xin chữ ký với nha. Tất nhiên ạ. Không thành vấn đề. Hay lắm Christy. Đây là câu chuyện hay nhất mình được nghe đó. Mình rất vui vì cậu đã đến, Dennis. Có thứ tặng cho cậu nè. Tặng mình nè. Wow. Ôi trời ơi, iPhone mới ra nè. Cảm ơn bạn nha. Đồ uống đến rồi đây ạ. Christy, chào. Không ngờ luôn đó ha. Ngồi nói chuyện đi. Chào cậu, sao lại không chứ. Chà, kể nghe nào. Bồ đang làm gì thế? Đồ phản bội, không có quà cáp gì hết. Chúc vui vẻ. Được thôi. Đây này,
Mình chưa kể với cậu khúc hay nhất đâu ha. Cuộc bầu chọn đội trưởng trường. Cố lên, chúng ta đang rất vui. Chuyện gì vậy? Lại là Tristy sao? Phải. Tristy là người chúng ta chọn. Bầu chọn kiểu Squid Game thật đúng là quá đỉnh mà. Yes. Bắt phiếu của mình nữa. Này, cơn mưa tiền đây. Mọi người bắt lấy nào. Này, đừng có làm phiền được không? Cất giấy của bồ vào đi. Được rồi, để mình cho bạn bài học. Không biết ai sẽ là người dọn đống này đây ta. Nhanh nào, dọn đi. Em sao? Chị bị điên à? Này, tránh ra. Bạn phải tránh đó, Tristy. Bạn tránh mà. Đủ rồi, đau ráng chịu à nha. La 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 la. Đây là người chiến thắng của chúng ta. Gì vậy? Có lộn gì không? Xin chúc mừng. Bạn nhảy quá xuất sắc. Thế mà mình không biết đó. Dừng lại, nhìn kìa. Thấy gì không? Cô ấy đẹp quá. Dễ thương ghê. Chào chị. Chị có muốn ra ngoài chơi không? Mắc gì không đi. Mắc cười quá. Đẹp đôi quá, đi thôi. Nhìn họ kìa.